cuối máy này, 650W, mở biến tần nha, đang của Hàn Quốc. Đang ở trên lầu 5 phải không chú? Đang ở trên lầu 5 nha. Đỉnh lầu 5. À, trên đỉnh của lầu 5. Quát chưa? Đường về chú, cái con này là inox nha. Buồng bơm inox hay là cánh là inox hết á. Con này thì 6 cánh lận. 6 cánh hay 6 tầng cánh? 6 tầng cánh. Một tí sao nó lắm tầng thế cả. Đúng rồi, nó dài trong chú. Nó dài ở trong này. Cái bầu bơm nó dài. Vào. Đúng rồi, nó dài nó vào trong này hả? Đúng rồi chú. Chứ không phải nó thẳng lên hả? Không, cái bầu này là bầu dài, ở trên này là cái bầu áp. À. Bầu áp và cái 31 chiều văn từ. Ừ. Đây đây đây, chú nhìn thấy cái cánh quạt không? Rồi biết rồi. Test nước rồi, con test áp nó thử hết luôn rồi. Rồi ok, rồi, điều chỉnh rồi cho chú hết rồi đó. Nước này nước bên gà con thử á. Rồi rồi. Cho nó máy nó ok rồi con đưa đi. Ừ. Này công suất của nó thì đây chú. 6 đâu đấy, 650W này. Ừ. Đó ha. À, 4,8 khối 1 giờ. Ừ. Mắt đẩy cao thì không nói rồi, tại vì mình đây đẩy xuống nó bơm nhiệt độ nước nóng được 104 độ C. Ừ. Nhưng mà thông thường thì của mình khoảng 100 độ là nó hết rồi. Ừ. Chứ thôi. Nhà răng vào và ra của nó là 34 hết nha. À vào ra 34 hết đúng à. Đúng rồi, bắt buộc tại vì cái dòng bơm áp gia đình là 34 hết. Ở đây anh có cái núi ra ngoài này không? Ra ngoài này chắc không rồi. Chắc không có. Chắc núi ra ngoài có này này. Ra ngoài nhưng à? Nó nhỏ quá chú ơi. Không có đâu, cái giỏ. Có cái 34 thì là... cái này bây giờ á gắn ở đây cái răng mà răng 34 ra ống 42 á thì nó khó kiếm. Ừ. Bây giờ sẽ xài một cái đầu răng 34 ra ống 34 xong rồi xài cái giảm 34 xuống 42 được không? Được. Rồi gắn hai cái rắc co. Ừ. Đó cho nó tiền. Ok. Như vậy là nó dễ nhất, dễ khỏe nhất. Ừ. Để tính toán đi. Dạ dạ. Ok thế nào. Con để tao tiện ok xuống đây đi mua. Đây. Đây một bồn, hai bồn, ba bồn này là xài cho xuống nhà. Hai bồn này là để qua bên năng lượng mặt trời riêng. Nó phải cao hơn nha. Rồi ở đây có tất cả xuống nhà là ba đường nha. Một đường xuống này, hai đường xuống này. Và một đường xuống bên kia nữa. Xuống nó sẽ đấu hai đường này lại vào đường ra mới bơm và một cái T để qua bên kia nữa. Còn đường này sẽ cắt và bít lại nè. À, tại vì đường này là đường nước trong bồn đi ra nhá, đường cũ của nó. Bây giờ không xài áp thì mình phải bắt buộc xài bơm áp thì mình phải cắt đi, bít nó lại hai đường. Còn cái đường này là cái đường đường thông qua cái bồn này, tức là ba bồn hút vào một và một chỗ này. Ok, ba bồn hút vào đó. Thắng hả? Rồi vậy thôi. Giờ đợi vật tư về làm, tại vì à, ở trên kia là cầu cầu Hoàng Hoa Thám, cầu Hòa này. Cầu vượt á, cầu vượt Hoàng Hoa Thám á. Sân bay máy bên kia. Đang đứng ở trên lầu 5. Chờ vật tư về mới được. Mua mà vẫn thiếu. Ở chỗ này thì mình sẽ đấu một cái T nha. Tại vì hai đường xuống nhà luôn. Bên kia một đường xuống bên kia nữa thì mình sẽ gấu ra đó, rồi một cái T sẽ từ cái bơm để ra và một đường chia qua kia và một đường chia qua hai đường xuống bên này. Tại vì ở đây 5 lầu nên xài nó rất là ngớt. Ngay đi làm thì không đi với tèo nữa mà đi với phong bộ đội mới ra. Ở đây máy bơm này, ngày xưa ở đây là có cái bậc sẵn, là vì ngày xưa chú có sẵn con bơm tăng áp Panasonic nhưng mà nó kêu quá, dưới ngủ không được luôn, cho nên chú bỏ luôn rồi. Bỏ luôn thì áp nó yếu quá, bây giờ mới tìm hiểu qua cái dòng biến tần này thì chú mua luôn. Ở đây nó sẽ là đầu vào là ở dưới nha, đầu ra là ở trên. Mình sẽ gắn hai cái rắc co hai bên và sẽ giảm xuống cái ống 42 chân vừa qua cài đặt ống 42 nha, tại vì tất cả các bồn nước của chú ở đây đều là xuống nhà đều là đi 42 cả nha. Nhìn nó hơi rối nhưng mà thực ra là nhiều bồn quá, đấu chung vào một và ba đường xuống cho nên nó phải vậy. Đây, mình đang đứng ở trên đầu này, cái khu nhà này là của chú hết, từ đầu này nè rút tới đầu trước mặt tiền Cộng Hòa. À, cho thuê không? Đây, nói chuyện về cái bơm đi, còn là cái gì? Đó, xong, đây sẽ gắn hai cái giảm 4234 ở đây. Ok em. Rồi,
cái đường lên đường ở cái đỏ để gắn ở trên này, gắn ở dưới này. Đường ở dưới là đường hút nha, đường ở trên là đường ra, để dọc như vậy thôi. Không thì mới vào nghề không nha. Chắc vậy. Bên kia có một con bơm tăng áp cho nước nóng, nhưng mà nó nhỏ quá, bơm điện tử nhỏ quá. Chú Bình đang tính là xài con này, cảm thấy ok như nào đã, rồi sẽ tiến tới cái phương hướng là lắn luôn. Rồi cứ để vậy đi. Tiếp theo đừng quên luôn. Bơm chạy êm lắm nha. Hiện tại mọi người đang nghe tiếng ồn của xe đi ngoài đường á. Thấy xe không? Xe hơi đi dưới cầu Cộng Hòa đó. Mà ở đây nó còn nghe được cái tiếng là máy quay nó nhảy lắm. Cho nên nhiều khi tiếng gió quạt ở máy nên mọi người vẫn nghe xì xì là bình thường nha. Thôi đừng có gông, trời ơi dàn ổng phải gông làm gì. Bình tĩnh thôi. Rồi bây giờ được tới theo bên này. Ở máy bơm như vậy là mình đã đấu xong rồi. Giờ mình bắt đầu đổ xuống đây nè. Đưa đồ qua đây Phong ạ. Đường ra là ở trên, cho nối tới đây, một cái tê đi xuống đẩy lên, ok. Ở đây lắp thêm một cái tê, không dán khu gọng này vào đây, dán vào ở dưới, á, dán vào con nối 42 á, con nối, có, em vội chân, có hai cái, có. Dặn ở trên đó nha, đường ở trên là đường ra nha, đường vào đường ở dưới. Cung này bỏ trên ổng đóng đứng vào dưới nha. Tê cắt nhắm sao cho nó thẳng xuống cái đường ở dưới, cắt ngang đó đây, nhắm đi. Bỏ vô xíu, xoay. Kéo này em muốn cắt á, em phải xò cái ngón trỏ vô để đẩy cái cửa nó lên mới được. Bắt cái tê vô luôn.
Kẹo size mới được 3 năm à, cho nên chưa có đổi được. Thở hết. Cắt một khúc dạng một cái có trước. Chứ đừng dạng có được họ cắt. Dư thì không sao. Đúng cho đâu. Giảm ở đây luôn, giảm ba tư đây luôn, dán đây luôn thì mình khỏi phải xài cái vít này, bỏ luôn cả cái tê này, đấy là cái bóng này, bỏ cái đoạn rơm ra giảm này đi. Rồi kia con đá cái co chưa xong mới bỏ nhau chưa cắt. Nếu có thì thấy cái này kìa, nó cũng sợ thiếu mẹ cái núi chuyển đổi được không? À, cái này hả? Sờ thiếu này hả? Cái này đâu có xài tới nữa đâu, dư lắm. Vậy thì là chỉ muốn cắt ở đây. Không, cắt kia là thôi, vừa xong rồi, ý anh cắt thế, cắt cho anh nào. Cắt xịt ra tí để cho nay mai có cần vít chỗ đó và thì vít vào chứ, phải vít vào chứ. Vít cắt ở chỗ này nè, vít ở chỗ bên đường ra, cái đường này để hút xuống. Thì bây giờ cái đường xuống thì nếu mà vít ở chỗ này á, thì nó chặt, cứ bỏ co vô nó chặt nè. Muốn để ngoài này luôn. Được không? Bây giờ con sẽ biết trước cái chú coi này nha. Con biết cái đường gấp xuống nữa nha. Rồi. Okay. Rồi xong đường gấp ra này. T là đường ra từ máy bơm đi ra. Này. Một đường qua bên kia. Rồi đường này đường hút vào máy bơm. Ok, đến đầu điện nhá. Bơm xong. Đầu điện là xong rồi. Xong hết rồi không? Dạ. Đúng rồi, cái ngay lưng phong á. Ok. Để xả cho nước nó qua. Ok. Bằng tấm tôn nha. Hả? Che bằng tấm tôn là ok rồi chú. Được chưa? Được. Chiều nay cho thằng kia nó còn che lại đi. À. Rồi. Bây giờ đang để là con để cho chú là 3 kg hay 2 kg rưỡi đã, rồi bắt đầu chú mới thử áp. Rồi 2 kg rưỡi, 3 kg. Con để 2 kg rưỡi nha. 75. Rồi chờ xíu nó đang nén áp lên chú. Chú cần vô coi không? Con chỉ cho chú sau này chỉnh đồ gì cho dễ này chú. Gì đâu sao nào? Chú
Chú thấy cái số 25 bên này không? Thấy rồi. Bên này 25 này. Rồi. Bên này 21 này. Ừ. Cái số bên này á là cái số ký chỗ chú mình chỉnh cố định áp. Ừ. Áp cố định, chú hiểu không? Ừ. Ví dụ chú để 25 là nó luôn là 25. Ừ. Còn cái số bên này này, ừ, nó sẽ nén áp. Chừng nào mà đủ hết áp cho đường ống đó, đủ 25 áp đầu nó sẽ tắt. Ừ. Không ai xài hoặc xài gì nó sẽ tắt. Ừ. Hiện tại nó đang chạy rất chậm tại vì có người đang xài ít. Này, ừ, giờ mình khóa nước á, ừ, nó chạy nhỏ lại chú hiểu không? Ừ. Còn tăng đây là cái mặt hiển thị thôi. Ừ. Còn bây giờ tăng giảm tăng cái mũi tên này, ừ, đi lên chú bấm lên thì nó lên thôi, ừ, chú bấm xuống là nó xuống thôi. Ừ. Còn khi muốn máy dừng á bấm stop, ừ, thì nó dừng. Ừ. Bấm lại bên này mở, cái mở máy, dạ, là nó lại chạy tiếp. Ừ. Bây giờ trường hợp mất nước này, ừ, à, giờ mất nước thì trong vòng để không khóa hết là được lại chứ. Thôi thôi, khóa cần biết rồi. Khóa được rồi. Thôi khóa cần biết. Vậy khóa đi. Mất nước thì từ nó sẽ ngắt trong vòng 18 giây. Okay, ok. Nó sẽ báo cái tín hiệu ở đây. Báo cái chữ C phát là biết mất nước rồi. Đó, nó là chạy. Bây giờ con như vậy thôi. Bây giờ con đang để là 2.5 này. Chú thấy cái máy nó chạy rất là chậm, rất là nhẹ đúng không? Ví dụ thôi nha, con tăng lên nha. 2.7 9 này 3 chấm này. Cho nên mấy chấm 536. Đó lên 5 kg ha. Rồi, nhưng mà nó mạnh quá chứ không, nó sẽ chạy rất là mạnh, nó nén trong nhà mình rất là mạnh cho nên con sẽ để cho chú là 2.5 thôi. Ừ. 2.5 thôi. Bây giờ chú mà xuống chú thấy ở thôi yếu quá thì chú tăng lên một chút 3 kg. Rồi. Hoặc là mình, đó là 2.5. Là chú nhìn cái chỉ số chú chỉ bên này thôi. Thường người ta dùng mấy chấm? 2 chấm mà. Ừ, nhà mà bình thường 1 trệt 2 lầu là chạy 1.5 thôi. Ừ. Cao hơn 3 4 lầu thì 2 chấm. Giờ nhà chú nhiều thì chỉ 2.5. Ừ. Còn không chú thấy yếu lên 3 chấm 3 kg. Ừ. Rồi, rồi. Cái này cứ lên kia xuống vậy. Đúng rồi, có vậy thôi chú. Là được rồi. Chiều chú con che lại nữa đúng không? Ok, bây giờ xuống chú thử nước đi. Còn chú muốn mình hay yếu thì chú biết chỉnh rồi đúng không? Rồi, được rồi. Ok chú.